Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số mẫu vòng bộ vàng 610 nhé các bạn. Giá vàng hôm nay là 3.580.000 một chỉ nha. Đó là giá bán ra nha các bạn. Đây là những mẫu vòng bộ bên mình nha. Đây một bộ Chanel nữa các bạn. Bộ này phải chỉ là 9. Bộ này tầm khoảng gần 30 triệu nha, tầm khoảng 28 triệu các bạn. Đây. Một bộ của nó gồm vòng tay, mặt, dây chuyền, nhẫn và một đôi bông nha. Chưa có dây chuyền, nhưng mà dây chuyền thì các bạn có thể mua thêm nhé. Tiền công thường mỗi bộ thì tầm khoảng từ 1.2 triệu cho tới khoảng tầm khoảng 2.5 triệu nha các bạn, tùy bộ to hay nhỏ nha. Đây, bộ Chanel này rất là sáng luôn các bạn. Các bạn có thể mua bộ bên mình thì có thể trả lại một trong 4 mẫu này nha, nếu mà mình không thích. Nếu mà không vừa nhẫn hay gì thì mình có thể làm cho vừa nha, thun hoặc là nới ra nha. Đây, bộ này rất là xinh các bạn, rất là sáng luôn. Mẫu Chanel thì không bao giờ nổi thời luôn các bạn. Đây, rất là sáng, cái này đeo lên một bộ thôi, không cần mua nhiều, nó nhìn nó rất là đẹp luôn. Bộ quai eo này các bạn, bộ này 6.6 mm thôi, tầm khoảng 25 triệu nha. Cũng có đủ mặt dây chuyền, nhẫn, bông tai luôn nha. Chỉ thiếu dây chuyền thôi các bạn. Có mặt, có nhẫn đầy đủ hết luôn, bông tai luôn nha. Tiền công này có 1.150.000 thôi. Cũng rẻ nha các bạn, không có quá cao. Nhưng nếu các bạn mua rời ra thì nó sẽ cao hơn nha. Đây là một bộ bông mai này các bạn, cũng có đủ mặt dây chuyền nhẫn luôn nha. Bộ này rồi tầm khoảng 5.65, tầm khoảng 22 triệu các bạn, rất là mình tính luôn cả tiền công này nha các bạn. Đây, ai thích bông thì đeo bông mai này nha. Mua bộ này đeo để đón Tết nha các bạn, còn nó hơn 1 tháng nữa là Tết rồi. Đây mình có một bộ mai cũng mới về nữa các bạn, bộ này hơn 1 cây nha, hơn 1 lượng các bạn, tầm khoảng 40 triệu các bạn. Đây, bộ này đeo lên thì không thể chê được luôn, cũng không sợ vướng nha. Bên mình mẫu rất là thiết kế rất là tỉ mỉ nha, không sợ vướng hay gì nha. Cái này đeo lên dành cho những cô hoặc chị tầm khoảng 30 tuổi trở lên thì đeo rất là sang luôn các bạn. Đây mình có bộ đá này cũng rất là sang nè. Những ai thích đeo một đá cao thì đeo bộ này nha. 6.90, gần 7 triệu các bạn, tầm khoảng 27 triệu nha. Bông tai nhỏ cho đi chìm luôn nha. Bộ này thì không cần đeo cái dây to lắm, đeo dây vừa thôi để nó xứng với cái mặt nha các bạn. Vòng bộ bên mình thì tầm khoảng 300 mấy, gần 400 bộ nha các bạn. Đây là một phần nhỏ thôi. Các bạn có thời gian thì đăng ký kênh để mình giới thiệu hết mẫu nha. Đây bộ này 6.17 nha các bạn. Đây bộ đá này cũng mới về nè. Bông dạng bông đẩy nha. Bộ này thì dành cho tay ni vừa nha, tầm khoảng 50 kg nha các bạn, 50 kg độ xuống nha. 50-52 kg độ xuống thì đeo vừa nha, tại vòng tay này hơi nhỏ, ni 51-50 các bạn. Đây bộ này tầm khoảng 24-25 triệu nha. Đây, chưa có mặt dây chuyền, chưa có dây chuyền nha các bạn. Đây mình về thêm bộ con bướm xinh nữa các bạn, 5.70 thôi, tầm khoảng 21-22 triệu nha. Đây, luôn.
trên giảm ghe bộ này nha các bạn. Bộ này 4 chỉ 61 thôi, tầm khoảng 17-18 triệu thôi các bạn, rất là rẻ luôn và có nguyên một bộ luôn nha. Đây nhẫn mặt bi nữa bạn, bộ này 6 chỉ 69, tầm khoảng 25 triệu nữa bạn, 24-25 triệu thôi. Bộ này không sợ vướng hay gì nha, tại vì nó không có độ nhỏ hay gì hết nha, rất là dễ đeo. Ai thích bông hồng, bông hồng đeo bộ này nè, 6 chỉ 76 nha bạn. Đây rất là đẹp luôn, có bông tai. Đeo bộ này không sợ bị rớt hột hay gì, rất là xém luôn. Còn đây là một bộ Chanel nữa bạn, đeo Chanel thì đeo bộ này 6 chỉ 23, tầm khoảng 24-25 triệu các bạn. Đó là mình tính luôn cả tiền công rồi nha. Giá vàng hôm nay là 3.580.000. Đeo một bộ này lên là bao sang các bạn. Đây mình về thêm một bộ nhỏ xinh xinh các bạn. Bộ này có 3.94 thôi, tầm khoảng 16 triệu các bạn. Rất là đẹp luôn, rất là xinh. Bộ này trẻ trẻ đeo cũng được nha các bạn, không nhất thiết là lớn tuổi nha. Đây có một bộ LV các bạn, bộ này 7 chỉ 97 thôi, tầm khoảng khoảng 30 triệu nha bạn, có thể hơn một chút xíu nha. Hôm nay cũng chỉ thiếu dây chuyền nữa bạn. Xanh dương các bạn, bộ này 5 chỉ 36 thôi, tầm khoảng 21-22 triệu nha. Bộ này cũng rất là xinh các bạn, nên nó không bị dài á các bạn. Đây đeo cũng rất là xinh, tầm khoảng 21-22 triệu thôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hơn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.